trước mặt các bạn đang là một chiếc hộp bí mật và nó có thể phát âm thanh rất lớn. Vậy thì chiếc hộp này là gì? Ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp. Đó, mở hộp nha. 1, 2, 3. Đó, bên trong chúng ta sẽ có thêm một chiếc hộp nhỏ nữa. Vâng, đây chính là chiếc hộp của chiếc lo Bluetooth X Mini Click 2. Đó, nhìn chiếc hộp rất là chất đúng không? Và cái hình dạng của cái chiếc X Mini Click 2 của mình siêu nhỏ luôn. Đó, hai cái tay cầm hoặc hai cái tay xăm chỗ cực kỳ là chất. Sau clip này mình sẽ suy nghĩ lại cái việc mình làm vài cái thao thu. Cái thao thu gì? Rồi, bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ nữa và nó sẽ có dòng chữ là X Mini ở đây. Cách mở hộp thì các bạn sẽ như thế này. Rồi, vâng, bên trong đây là chiếc loa Bluetooth siêu nhỏ mà mình từng trên tay. Đó chính là chiếc X Mini Click 2. Nó cầm lên thì nó còn nhỏ hơn cả một cái quả trứng gà nữa cơ. Rồi, mình sẽ để xuống đi để xem bên trong hộp còn có những gì nữa. Ok, bên trong hộp này chúng ta sẽ có một cọng cáp micro USB để các bạn có thể tiếp thêm năng lượng cho cái chiếc loa Bluetooth này. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây để các bạn có thể móc nó vào đây, rồi các bạn sẽ cầm nó đi dễ dàng hơn. Rồi mình sẽ để qua một bên. Cuối cùng là sách hướng dẫn sử dụng. Ok, nói về cảm giác cầm nắm của cái chiếc loa Bluetooth này thì cầm trên tay thực sự rất là thoải mái và dễ chịu. Mình thấy là nó cực kỳ là nhỏ và gọn luôn, còn nhỏ hơn cả một cái quả trứng gà nhỏ xíu nữa kìa. Và nó sở hữu một cái hình dáng theo như trong hình học, thì đây là cái hình dạng của trái táo bị cắt ở phần trên và phần dưới như thế này đó, nên là các bạn có thấy nó rất là mini và đáng yêu. Ở phía giữa này thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ là X Mini và cái chất liệu mà nó làm đó là kim loại này. Và phía trên này thì chúng ta sẽ có cái màn loa sẽ được ký hiệu là chữ X, rất là phá cách, đến từ X Mini như thế này. Còn ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB, một cái đèn LED để báo hiệu là đã kết nối Bluetooth hay là mình mở mình tắt lên. Rồi bên này thì chúng ta sẽ có mic này để cho các bạn đàm thoại. Và ở giữa này thì nó sẽ có một cái ký hiệu, đó là nút nguồn. Khi mà các bạn nhấn cái nút nguồn này đó, thì nó đã tắt, và khi mà các bạn bấm vào đây thì mở lên. Rồi chúng ta có thể kết nối Bluetooth. Ngoài ra nữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn công nghệ mới mà mình vừa khám phá được trên cái chiếc loa Bluetooth này. Nó còn có thể như một cái remote để điều khiển. Ví dụ như là khi các bạn chụp ảnh, các bạn mở camera trước lên, các bạn để camera ở một góc nào đó, sau đó các bạn selfie thì các bạn chỉ cần nhấn hai lần vào cái nút nguồn này, 1, 2, thì nó sẽ tiến hành chụp mình đó. Và các bạn có thấy bức ảnh đã vừa chụp xong. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy khá là thú vị cho một chiếc loa Bluetooth rất là nhỏ gọn như thế này. Rồi, với cái chiếc loa Bluetooth X Mini thì nó sẽ sở hữu cái công suất là 3W. Thực sự con số này mình thấy rất là ấn tượng so với cái kích thước mà nó mang lại, thì đây là một cái điểm cộng rất là lớn. Và thứ hai nữa thì cái chiếc loa Bluetooth này nó sở hữu viên pin có dung lượng là 400mAh cho thời gian nghe nhạc lên đến 2.5 tiếng. Rồi, cũng rất là ấn tượng với một cái chiếc loa có kích thước nhỏ như thế này mà các bạn có thể nghe lên đến 2.5 tiếng. Và do nó có kích thước rất là nhỏ gọn nên là các bạn có thể mang đi di chuyển rất là dễ dàng. Các bạn có thể bỏ vào túi quần, túi áo hay là ba lô nhỏ của bạn thì nó cũng không có chiếm quá nhiều diện tích của chúng ta. Bây giờ đây thì mình sẽ tiến hành mở một bài nhạc để cho các bạn có thể cảm nhận được cái âm lượng mà cái chiếc loa X Mini Click 2 này mang lại. Ok, ok, vừa rồi là một cái phần phát âm thanh từ cái chính là Bluetooth X
mini click 2 này thì mình cảm nhận là âm thanh cho ra rất là to khi mà mình để mask âm lượng. Và thứ hai nữa thì cái phần bass của cái chiếc loa Bluetooth này mặc dù nhỏ nhưng mà nó cho ra vẫn rất tốt. Thêm vào đó nữa thì âm thanh cho ra trong trẻo và nghe rất là thích tai. Và như vậy đó là những cái chia sẻ của mình về cái chiếc loa Bluetooth X Mini Click 2 này. Thật sự mà nói thì với một cái kích thước rất là khiêm tốn như này nhưng mà nó đã mang lại được một cái chất âm tốt. Thêm vào đó nữa thì có khá là nhiều những tính năng vui vẻ, ví dụ như các bạn có thể chụp ảnh trên cái chiếc loa Bluetooth X Mini này. Và pin của nó thì dung lượng lên đến 400mAh cho các bạn sử dụng tầm khoảng 2,5 tiếng. Và các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc loa Bluetooth X Mini này thì xin mời các bạn để lại comment bên dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mình là Trọng Lê. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của H Channel nếu các bạn thấy video này hữu ích. Bye bye.